năm 1953, giáo sư Ash làm một cái thí nghiệm mà là một trong những thí nghiệm kinh điển nhất và nổi tiếng nhất về tâm lý học. Sau này rất là nhiều người lấy cái mô hình đó ra để làm lại cái kiểu thí nghiệm giống như vậy. Nó diễn ra như sau. Ông cho 7 người volunteer, 7 người tình nguyện để vào làm một cái thí nghiệm về nhận thức về cái hình ảnh như thế nào. Và trong cái bài thí nghiệm đó sẽ có một cái thanh có một cái chiều dài nhất định, và ở phía bên phải sẽ có 3 cái thanh khác với 3 cái chiều dài khác nhau. Câu hỏi đặt ra là bạn hãy tìm ra được cái thanh nào mà bằng với cái thanh bên trái này. Bên này là A, B, C. Và sẽ có một thanh bằng, hai thanh còn lại sẽ xem một xíu nhưng không bằng. Mình nhìn vô khá là trực quan là nó sẽ nhìn và biết được liền ngay lập tức. Tuy nhiên, có một điều là gì? Trong 7 người tham gia cái thí nghiệm đó, thật ra chỉ có một người là tình nguyện viên thực sự thôi. Còn 6 người còn lại đều là ban tổ chức gài vô để đưa ra cái câu trả lời theo như cái nhóm thí nghiệm nó mong đợi. Và khi mà hỏi là cái kết quả nào là giống nhất với phía bên trái, cả 6 người còn lại đồng loạt đưa ra một cái đáp án sai, giống y như nhau. Và lần thứ nhất, cái người tình nguyện viên này băn khoăn là what the, mấy đứa này nó bị khùng hết trời, tại sao cái đường rõ ràng vậy mà trả lời gì tào lao vậy, và vẫn trả lời đúng theo những cái suy nghĩ và cái quan sát rõ ràng trước mắt của mình. Lần thứ hai lặp lại cái việc đó, bắt đầu được lặp lại, và tới khoảng lần thứ hai, lần thứ ba, thì khi mà những người kia đồng loạt đưa ra một cái kết quả y như nhau hết. One, they must be right. There are four of them and one of me. One. Đó là lúc mà cái bạn tình nguyện viên này bắt đầu lung lay và thật sự suy nghĩ lại là hình như không phải là mấy đứa nó có vấn đề mà hình như là mình có vấn đề hết á. Nhìn kỹ lại coi. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy là đúng là nó cũng không phải bằng lắm cái kia đi. Và có rất nhiều những suy nghĩ rối loạn trong cái người tình nguyện này, và sau một hồi họ bắt đầu đưa ra ý kiến giống như những người kia y chang luôn, và lặp lại, và khi lặp lại đủ nhiều, cái người đàn ông này không có suy nghĩ gì quá nhiều nữa, mặc định những người kia nói cái kết quả làm sao, họ trả lời y chang giống như vậy luôn. Và cái kết quả đó khi mà làm ở nhiều nhóm người khác nhau, điều đáng ngạc nhiên là tỷ lệ mà trả lời theo xu hướng đám đông là 9 trên 10 người. Đó là chỉ có một người là vẫn kiên quyết từ đầu tới cuối là ok tôi thấy sao thì tôi nói vậy thôi. 90% trong cái trường hợp đó là trả lời theo đám đông. Và đó là một thí nghiệm cực kỳ nổi tiếng để sau này nó đặt tên là The Ash Experiment. Nó nói lên một cái xu hướng là gì? Con người chúng ta hay có xu hướng bị kéo theo đám đông, bởi vì mình là một sinh vật xã hội, social. Thành ra là chúng ta có cái bản năng là luôn để ý tới những người xung quanh đang nghĩ gì, họ đang theo hướng nào, và chúng ta bị sợ bị lạc loài đi ra ngoài lắm. Chúng ta có cái cảm giác là muốn mọi người thích mình, muốn mọi người đồng thuận với mình, và không bao giờ chúng ta muốn là một cá thể bị lạc loài hết. Nên là mình đã có cái việc mà cảm nhận xung quanh, nên thấy cái gì đó khác là thôi, hùa theo đám đông an toàn rất là nhiều. Thậm chí trong cái trường hợp mình thấy là bên kia có vẻ không đúng lắm, nhưng một lần nữa cũng chỉ là có vẻ thôi. Mà nếu mà mình lạc loài một mình có sure 1000% là mình đúng không? Mà nếu mình đúng rồi mình ở một mình như vậy được không? Thôi, cứ lựa chọn an toàn và cuốn theo chuyện đó. Và điều này có ý nghĩa gì với mình? Nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều tới những lựa chọn và những cái áp lực mình có trong cuộc sống. Và tại sao lại chia sẻ với các bạn thí nghiệm này ngày hôm nay? Bởi vì từ thí nghiệm đó, ngoài cái chuyện là con người ta hay bị kéo theo xu hướng đám đông, nó còn dẫn tới một vấn đề rất là nổi trội ngày hôm nay mà anh thấy nhiều bạn gặp phải. Đó là peer pressure và self-doubt. Áp lực từ những người xung quanh, từ những người ngang hàng phải lứa với mình, áp lực từ những người thành công và nổi tiếng cũng có. Ồ, giỏi quá vậy, sao họ làm những kết quả này? Nhưng sau một hồi chúng ta sẽ có thứ để đổ thừa. Họ là những người sinh ra đã giỏi rồi, tài năng hoành tráng, mình có cố gắng đạt mục tiêu đến cỡ nào đi chăng nữa, sau một hồi không bằng được họ cũng không sao. Nhưng cái pressure từ peer, nghĩa là những người ngang hàng với mình, họ cũng bằng tuổi mình, họ cũng cỡ như mình, học hành ngày xưa họ cũng chỉ học cũng giống như mình thôi, cũng chẳng có gì quá đặc biệt, mà tại sao ngày hôm nay họ có kết quả này, họ có thành tựu kia mà mình mãi vẫn chưa có? Thì khi mà chúng ta quan sát và nhìn nhận giống như vậy, nó cũng bị một cái áp lực peer pressure. Và khi đó chúng ta sẽ quay về và nghi ngờ bản thân của mình, self-doubt. Giống như là trong cái thí nghiệm đó vậy đó. Cái bạn volunteer đó bắt đầu nghi ngờ bản thân của mình, không phải bởi vì yếu tố gì, chỉ bởi vì thấy những người kia lựa chọn một cái lựa chọn khác và khiến cho họ băn khoăn. Các bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp nghi ngờ bản thân của mình chưa? Thấy là mình chưa đủ hay, thấy là mình chưa đủ tốt, và nó đến từ những áp lực từ những người xung quanh của mình. Anh biết có một bạn là người sinh viên, trong lúc mà bạn đó học, bạn đó đầy hoài bão, ước mơ, có mục tiêu cho mình, sau này mình sẽ làm công ty này, gây dựng sự nghiệp kia, sẽ giúp đỡ được nhiều người, sẽ có được thành tựu. Nhưng khi ra trường, bạn bắt đầu rải đơn để tìm việc, rải đơn cho nhiều công ty khác nhau, và không thấy hồi âm. Cũng hơi lo lắng,
Nhưng cái sự lo lắng đó nó biến thành nghi ngờ bản thân. Khi nào các bạn biết không? Các bạn đoán được rồi đúng không? Khi mình nhìn ra xung quanh, thấy mấy đứa bạn của mình bắt đầu được gọi, và mình sẽ có cảm giác là ủa sao tất cả những đứa bạn của mình ai cũng được gọi đi phỏng vấn, mình không được gọi trời. Trời ơi, mình có vấn đề gì bây giờ, mình mới nhận ra trễ quá rồi, làm sao đây? Mà càng rối rắm hơn, bạn nó lại càng rã nhiều đơn hơn và cố để truyền đơn. Và cũng không có được cái lời gọi phỏng vấn nào, cho tới khi cũng được một vài lần đi phỏng vấn và fail. Rớt phỏng vấn. Và nhìn một lần nữa nhìn sang xung quanh, ê, tình hình sao rồi? Ồ, ai cũng đậu hết, ai cũng có được công ăn việc làm rồi. Chết cha rồi, bây giờ mình ra trường rồi mà bây giờ như vậy. Mình bắt đầu nghi ngờ bản thân của mình, và sự nghi ngờ bản thân đó sẽ khiến cho mình rất là mệt mỏi, suy sụp và không còn tinh thần tiến lên nữa. Thôi, những bạn đã đi làm rồi, có bao giờ các bạn bị peer pressure về chuyện vợ con? Chồng con, vợ con, nhà cửa, xe cộ, tiền lương, những cái phúc lợi mà họ được nhận. Khi mình nhìn ra ngoài, hoặc thậm chí là ba mẹ cũng hối thúc là bạn bè mày bây giờ, ngày xưa nó học chung với mày, bây giờ nó làm cái công ty lớn, nó bắt đầu ổn định hết mọi thứ rồi, có vợ, có con, hoặc là người này có chồng, có con, rồi nó mua xe cho nhà nó, rồi nó xây nhà cho ba má nó, rồi còn mày sao lông bông hoài vậy? Và đó là lúc mà đôi khi chúng ta không cần phải có người khác nhắc đâu, mình nhìn thấy mình cũng chạnh lòng, ủa có vấn đề gì với mình không ta? Đó gọi là self-doubt. Anh đã từng trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống của mình giống như vậy. Nó sẽ không xảy đến một lần, nó sẽ đến nhiều lần. Bởi vì mỗi một cái chặng hành trình chúng ta đi sẽ có đều có một cái áp lực của xã hội áp lên chung, là cái tuổi này nó phải như vậy, học sinh là phải như vậy mới tốt, sinh viên là phải như vậy mới tốt, vừa ra trường phải được cái này mới tốt. Thì nó biến thành cái tiêu chuẩn chung, vô tình khiến mình rất là áp lực. Một cái lần mà anh vẫn còn nhớ kỹ nhất là lúc mà anh mới chuyển ngành. Anh học ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngành công nghệ thông tin, chuyên về ngành kỹ thuật. Và khi ra trường anh cũng làm trong cái ngành nghề và lĩnh vực của mình. Nhưng khoảng một năm sau đó anh nhận ra là anh không phù hợp với nó. Thực ra anh đã nhận ra từ trước đó rồi, mà anh không biết làm sao để chuyển đổi, và không có đủ khả năng, và không có nhìn ra cái định hướng mới. Mà trong năm đó anh bắt đầu nhìn ra rất là rõ ràng, và thế là anh chuyển sang một cái ngành nghề hoàn toàn khác, và anh theo đuổi nó. Và mới đầu khi mới theo đuổi một điều mới, nó sự hứng khởi lắm mấy bạn. Mình sẽ follow cái đam mê của mình, yeah, mình sẽ phấn đấu sống chết hết mình với nó, không sao hết, chứ không phải cố bám trụ lại với cái thứ mà không phải hợp với mình. Nhưng 6 tháng sau đó, một năm sau đó, vấn đề bắt đầu xảy ra là bởi vì khi mà anh đi theo một cái ngành nghề mới, mặc dù là anh rất là yêu thích về nó, nhưng mà kỹ năng anh chưa có sẵn sàng. Anh chỉ vừa mới nhận ra thôi, có một chút thôi, nhưng cần phải trang bị nhiều hơn trong suốt khoảng thời gian đó. Và kết quả nó vẫn chưa có được quá nhiều. Anh vẫn đang trong quá trình trau dồi bản thân của mình và khám phá một ngành nghề mới mà. Thì khi đó, nghe ngóng tình hình bạn bè của anh, có một số đứa ra trường làm công nghệ thông tin, lương vài chục triệu, chế độ phúc lợi rất là tốt, hưởng lương, rồi có những cái chính sách, rồi chỉ cần đi làm sáng tới chiều là về thôi. Còn anh, khi mà anh dấn thân vào thứ mà mình say mê, anh làm từ sáng tới tối. Và đó là lúc mà đôi khi cũng có cái băn khoăn trong đầu của anh là có khi nào mình lựa chọn sai không ta? Có khi nào mình thực sự là không đủ giỏi, không phải ai cũng có thể đi theo đuổi một cái thứ mà mình say mê được. Mình cứ chấp nhận cái ngành nghề, cái công việc mình đã học đi, ở đó mà một cuộc sống mơ ước gì đó, hay là mình quay về rồi mỗi ngày mình không làm say mê cũng được, ít nhất cũng có tiền lương, ít nhất cũng có một cái cuộc sống y như mọi người. Bây giờ đi con đường này tiếp theo nó sẽ như thế nào nữa? Và những áp lực đó đổ dồn lên vai của anh, và những cái suy nghĩ và nghi ngờ về bản thân của mình, cho tới lúc anh nhận ra là mình cần phải làm gì. Và anh đoán là các bạn biết và dự đoán được luôn anh sắp nói cái gì đúng không? Anh ơi, vậy là mình đừng có nghi ngờ bản thân của mình nữa. Anh định nói là hãy tin tưởng vào bản thân của mình, phải không anh? Believe in yourself. Trời ơi, nếu bạn không còn tin vào bạn nữa thì còn ai là người tin vào bạn? Tin là sẽ làm được. Anh sắp kể cho em nghe một câu chuyện là khi anh tin tưởng vào bản thân của mình, không, anh thấy như mọi thứ như sống trở lại. Yes, và với niềm tin đó anh phấn đấu, anh nỗ lực và anh thành công và vượt qua, đúng không anh? Giống như tất cả những câu chuyện cổ tích khác. Và lời khuyên là believe in yourself. Rồi, nó nghe cái lời khuyên này nhiều lần chưa? Đôi khi nó cũng có một số tác dụng nhất định. Tuy nhiên là nếu mà đi về lâu dài á, chỉ tin vào bản thân của mình thôi có khi là chưa đủ, đúng không đã? Và có khi là bản thân của mình ở thời điểm đó nó chưa phát triển đủ về nhận thức, chưa có đủ kinh nghiệm và kiến thức, nên là cũng đừng vội tin vào nó liền. Không? Nếu các bạn đứng trước một cái hồ bơi mà mình chưa có biết bơi, và mình nói believe in yourself, hãy tin vào bản thân của mình, cái gì mình tin tưởng mình sẽ làm được, đừng để những áp lực xã hội, đừng để những thứ xung quanh ảnh hưởng tới suy nghĩ và lung lay của mình, nhảy xuống đi, quạt quạt một hồi thế nào cũng bơi được, cố lên, tin tưởng vào bản thân, yeah. Không phải lúc nào cũng tin tưởng, mà chỉ tin tưởng thôi, đôi khi nó sẽ thành một cái mù quáng. Nên dĩ nhiên là anh cũng đã vượt qua được giai đoạn đó rồi, thì anh có thể ngồi ở đây ngày hôm nay để chia sẻ với các bạn, nhưng nó sẽ không phải bằng cách là cứ tin vào bản thân mình cách mù quáng mà tiến tới, cố lên, mà
có một cách khác. Đó là thay vì các bạn self-doubt, là mình doubt myself, mình nghi ngờ về bản thân của mình, thì hãy cứ nghi ngờ, nhưng đừng nghi ngờ bản thân của mình, hãy nghi ngờ hai thứ với bạn. Doubt your doubt and doubt your skill. Hãy nghi ngờ sự nghi ngờ đó của mình, liệu cái ngờ vực đó nó có đúng như mình nghĩ hay không. Và hãy nghi ngờ kỹ năng mà mình đang có. Yes, hãy nghi ngờ nó. Cái skill của mình, cái knowledge, cái kiến thức của mình, kỹ năng mình liệu đã đủ hay chưa. Mình học 4 năm trời, mình nỗ lực hết mình, mình làm những dự án hoành tráng, điểm cao chót vót trên trường, liệu có điều đủ hay không, có đáp ứng được thị trường hay không. Rồi tại sao mình có kết quả thất bại là do họ mong đợi một kỹ năng nào đó khác mà mình chưa có hay sao. Doubt your skill. Và khi đó nghi ngờ cái skill để làm gì, để trau dồi một cái skill mới. Doubt your doubt nghĩa là gì? Là đôi khi cái ngờ vực của các bạn nó không phải là cái đúng, đúng không? Nếu ngày hôm đó các bạn nghi ngờ là hey, trong cái cuộc thí nghiệm Ash vừa rồi cả 6 người kia, hình như cả 6 người kia trả lời giống nhau chắc là đúng rồi, còn mình trả lời khác chắc mình sai hả ta. Hãy nghi ngờ cái nghi ngờ đó. Thiệt không? Hay là có việc gì đó đang bất ổn xảy ra ở đây ta, là chuyện gì xảy ra vậy? Ngày hôm đó anh đã bắt đầu bình tĩnh và điềm đạm lại suy nghĩ là hey, có thiệt là đứa bạn nào của mình học ra trong ngành công nghệ thông tin cũng đều kiếm được việc làm tốt, lương vài chục củ một tháng và đi làm mỗi ngày và chỉ việc về làm đúng giờ và không hề làm overtime gì hết hay không? Anh bắt đầu nghi ngờ về thứ mà anh đang tự vẽ lên trong đầu của mình và lấy cái đó để mà dìm hàng bản thân của mình xuống. Và khi anh bắt đầu tìm hiểu, bắt đầu suy nghĩ và anh bắt đầu bình tĩnh hơn để anh thấy và anh nhận ra là cũng có những đứa hoành tráng giống như vậy, nhưng mà cũng có những đứa này đứa kia. Trong ngành nghề nào cũng sẽ có đứa này đứa kia. Và anh bắt đầu nhìn thấy là trong ngành nghề của mình cũng có những đứa đi theo đuổi những cái sự nghiệp mới không giống như cái ngành của nó đã học. Và trong những đứa đó có những đứa thành công rực rỡ, cũng có những đứa mà vẫn đang rất là chật vật. Đó là lúc mà anh nhìn mọi chuyện khách quan hơn rất là nhiều, khi mình doubt my doubt. Thậm chí là ở thời điểm đó trong công ty, anh thấy là những bạn mà làm chung với anh trong cái công ty đó, cái đó công ty về giáo dục, là cái mà anh đang làm ngày hôm nay, đúng không? Tổ chức những sự kiện, hướng dẫn, chia sẻ, giảng dạy cho mọi người, là một nơi cực kỳ năng động. Và ở thời điểm đó nhìn xung quanh toàn là những bạn học ngoại thương, học marketing, học những cái ngành nghề mà năng động đó ra. Còn anh học công nghệ thông tin, anh bắt đầu nghi ngờ bản thân của mình, rốt cuộc là thằng công nghệ thông tin có làm được hay không. Mình đã từng tin tưởng là mình sẽ thay đổi được bản thân của mình, nhưng rồi hình như là có khi nào không được hay không ta. Và một lần nữa anh doubt my doubt. Mình nhìn thấy là đâu phải là bạn ngoại thương nào ra cũng năng động nhiệt tình. Đó là những cái bạn mà ở công ty của anh, là những bạn mà cũng đã nỗ lực hăng hái và rất chủ động mới trang bị cho mình những cái kỹ năng, những cái sự ứng biến đó. Và anh nhớ lại trong ngành của anh chẳng hạn, cũng có những bạn mà đã từng tổ chức những event cho khoa, tổ chức những chương trình, tổ chức những cái cuộc thi, và những bạn đó cũng rất là năng động và nhiệt tình, nên là có khi không phải ngành nghề. Và anh liên tục kiểm nghiệm, kiểm chứng lại những cái băn khoăn suy nghĩ mà anh có. Nó gọi là doubt your doubts. Đừng cố vẽ lên một thứ nghi ngờ và dùng cái nghi ngờ đó đè lên mình. Hãy nghi ngờ cái nghi ngờ của bản thân mình trong việc mà các bạn đang làm, cái thứ mà khiến cho mình self-doubt. Và doubt your skill. Và khi mình đã doubt hai cái đó rồi, vậy mình believe vào cái gì bây giờ? Believe in myself. Nhưng mà myself mình hiện nay mình chưa giỏi, nghĩa là chưa giỏi, lấy gì mà tin vào mình bây giờ? Hãy tin vào hai thứ. Tin vào khả năng, learn and grow. Hãy tin vào việc là ai cũng có thể học hỏi và trưởng thành được. Bất cứ ai, ai rồi cũng có thể học đi, ai rồi cũng có thể học nói. Và các bạn nhìn nhận lại đi, nếu mà nhìn thấy những đứa nhỏ ngày hôm nay, các bạn nhìn thấy là những đứa cháu, đứa em của mình đi, nếu nó học cấp 1, cấp 2, cấp 3, có những đứa mà cực kỳ khó đọc. Anh nhìn thấy đứa cháu của mình mới đi vô lớp 1, trời ơi, cả lớp mới đọc được ào ào hết trơn rồi. Có một hai đứa, nó và một đứa nữa đọc hoài đâu không được. Rồi làm toán, tính toán số, cộng trừ nhân chia cơ bản, so sánh bé hơn, lớn hơn. Mình nó làm trầy trật hoài, mà cô giáo mắng vốn hoài. Ba mẹ rất lo lắng, nhưng xong hồi nói chuyện với nhau thế là bình tĩnh, dĩ nhiên chúng ta sẽ tìm ra cách. Tuy nhiên, hãy nhìn lại đi, rốt cuộc khi lớn lên đứa nào cũng sẽ biết đọc, biết viết. Đứa nào cũng có thể tính toán cơ bản được giống như vậy hết, đúng không? Cách nó sẽ khác nhau, nhưng mà đừng quá lo. Cái đó nó không phải phụ thuộc vào một cái tài năng thiên bẩm nào hết. Học rồi từ từ sẽ được. Learn. Chỉ khác là mỗi người sẽ có một cái lộ trình, có một cái nhịp điệu học riêng. Các bạn có một cái pace riêng. Và ai cũng có thể learn được. Học, và khi learn, chúng ta thay đổi, chúng ta học hỏi thêm cái mới, chúng ta trang bị cho mình những cái skill cần thiết, chúng ta sẽ grow, chúng ta sẽ trưởng thành hơn. Và tin vào chuyện đó, hãy tin là bản thân của mình tuần sau sẽ hơn của mình hôm nay.
tháng sau sẽ hơn của mình tháng ngày hôm nay, và tin cái đó để làm gì? Để bắt tay vào take action, hành động, doing. Và nếu các bạn liên tục hành động, các bạn nhìn lại đi, mình sẽ thấy là mình đã tiến bộ và trưởng thành hơn rất là nhiều. Và đó là cái mà anh vẫn liên tục làm trong suốt những năm vừa qua, để dần dần vượt qua cái self doubt đó. Bởi vì anh cá với các bạn nó sẽ xuất hiện nhiều lần trong từng giai đoạn trong cuộc sống của mình. Lúc mình đi học, lúc mình vừa ra trường, lúc mình mới đi làm, lúc mình vừa được lên quản lý, lúc mình vừa được thăng cấp, lúc mình có vợ, lúc mà mình bắt đầu mua nhà. Từng cái giai đoạn trong cuộc sống này đều sẽ có một cái pressure từ những người xung quanh, từ cả xã hội này đè xuống. Mà con người chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy tất cả những người xung quanh đó, không, ngày xưa chỉ nhìn thấy những bạn lớp kế bên thôi, ngày hôm nay với cái thời đại công nghệ, chúng ta nhìn thấy everyone, và nhìn thấy ai cũng hoành tráng, ai cũng thành công, ai cũng có những hay ho hết. Thiệt không? Và rồi dùng chính những thứ mà anh đã chia sẻ với các bạn để vượt qua được nó. Khi đó mình sẽ điềm tĩnh hơn rất là nhiều. Và có một cái peer pressure tồn tại. Mình nhìn ở xung quanh mà thấy ai xem kênh của anh Khương xong cũng bấm cái nút subscribe, bật chuông thông báo lên, like, share, ầm ầm hết. Mình không làm mình thấy nó cũng kỳ. Mình thấy ủa ai cũng vậy, mình bắt đầu nghi ngờ bản thân của mình, self doubt. Cho nên cũng nên làm theo đám đông đi, bấm cái nút subscribe, bật chuông thông báo lên, like và share cho những người cần biết thông tin này. Và đó là cái duy nhất chúng ta nên làm, ok? Còn những thứ khác nên bình tĩnh lại và tìm cách vượt qua nó. Cho nên bài tập dành cho các bạn nè, chia sẻ với nhau xuống phía dưới xem rốt cuộc các bạn doubt cái gì về bản thân của mình vậy. Và rồi áp dụng cái mà anh vừa mới chia sẻ, doubt your doubt, chia sẻ cái băn khoăn, cái ngờ vực về mình như thế này như thế kia, chia sẻ xuống phía dưới xem. Và các bạn có thể lật lại nó, nghi ngờ lại chính nó như thế nào. Và những bạn khác trong cộng đồng, trên kênh của anh cũng có thể tương tác với nhau. Bởi vì nếu một người mà chúng ta tự nhìn thấy vấn đề của mình chưa ra thì không sao, những bạn khác có thể vào, ai đã từng vượt qua cái doubt đó rồi, có sự đồng cảm, thì các bạn chia sẻ một góc nhìn mới thôi, không cần khuyên răn gì về nhau hết, nhưng mà chia sẻ với nhau thôi. Ồ, tôi cũng đã từng gặp một cái trường hợp giống như vậy, và tôi đã làm như vậy, tôi đã vượt qua như vậy, và sau này khi mà tôi nhìn lại tôi thấy như vậy nè. Thì chính những cái thông tin đó, chính những cái sự chia sẻ đó sẽ cho mình có thêm cái kiến thức và góc nhìn để mình doubt cái nghi ngờ của chính bản thân mình. Và rồi khi bình tĩnh hơn, hãy bắt đầu tin vào việc mình sẽ học hỏi và phát triển được, trang bị cho mình thêm kiến thức, kỹ năng mới. Và nếu các bạn hỏi anh một cái skill cụ thể cần có để mình học và trưởng thành hơn, và nó giúp cho mình vượt qua cái self doubt, vượt qua cái peer pressure rất là hiệu quả, thì anh có thể nói với các bạn nghe một kỹ năng liền luôn, đó là public speaking, là học cách để đưa ra tiếng nói của mình trước public. Và nó thực sự là suy nghĩ thật của mình, ý tưởng thật của mình, cảm xúc thật của mình, và mình dám nói ra. Và có những cái đúng, có những cái sai, thay đổi, nhìn nhận, học hỏi và trưởng thành thôi. Cái đó là một thứ sẽ giúp ích cho mình rất nhiều, không chỉ trong công việc, sự nghiệp, mà cả cái sự tự tôn và tự tin của mình nữa. Nên là khi ở trong một cái đám đông, chúng ta ngại để nói ra ý tưởng của mình, ngại để thể hiện bản thân của mình ra. Và bên nhiều người theo hướng này, mình sẽ khó để mà chia sẻ quan điểm của mình theo hướng khác được, mặc dù trong đầu của mình có nữa. Thì anh tin là cái việc rèn luyện khả năng thể hiện, nói được ra thôi, cũng là thứ giúp cho mình vững vàng hơn, điềm tĩnh hơn. Và đó là một skill rất là quan trọng, ai cũng cần phải thay đổi và rèn luyện. Đó là cái mà anh chia sẻ rất nhiều những video trên kênh của anh, nên bạn nào muốn thì có thể tham khảo thêm những cái video clip khác để cùng xem và rèn luyện. Còn ai mà thực sự nghiêm túc muốn có một cái hệ thống bài bản để rèn luyện và trau dồi cho mình kỹ năng này, thì có thể nhấn vào cái đường link phía dưới đăng ký tham gia một buổi workshop cùng với anh. Anh sẽ chia sẻ với các bạn là anh đã trang bị cho mình kỹ năng này như thế nào, và nó có thể giúp ích được gì cho bản thân của mình, và lộ trình từng bước một để bất cứ ai cũng có được sự tự tin và dám thể hiện ý kiến, suy nghĩ, quan điểm, cái cá tính riêng của mình ra, mặc cho là ngoài áp lực của đám đông nó đang như thế nào đi chăng nữa. Nên là nhấn vào đường link phía dưới đăng ký, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong lớp học.